Sói và bảy dê con. Ngày xưa ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng, có một bà mẹ dê sống vui vẻ cùng với đàn con. Những chú dê con thật xinh xắn, trông chúng như đồ chơi vậy. Mẹ dê cũng như các bà mẹ khác rất yêu các con của mình. Mẹ dê bảo vệ các con mình khỏi các loài vật hoang dã ở trong rừng. Một ngày kia, trước khi ra khỏi nhà để đi tìm thức ăn trong rừng, bà gọi các con lại bên cạnh và... Các con của mẹ, bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị để đi vào rừng. Các con nhớ là đừng mở cửa cho ai hết nha. Con sói sẽ đến nhà của mình và ăn thịt tất cả các con đó, có nhớ chưa? Làm sao chúng con nhận ra được chó sói vậy mẹ? Giọng nói con sói thì thô lỗ, còn giọng của mẹ thì thanh và ngọt ngào. Các con có thể nhận ra giọng con sói vì giọng nói trầm và hung dữ lắm. Ngay vừa khi dê mẹ đi khỏi thì bà chợt nhớ ra một vài thứ. Bà quay trở lại với đàn con. À, còn một điều nữa, chân con sói thì đen, chân mẹ thì có màu trắng. Các con cũng có thể nhận ra bàn chân con sói. Mẹ không phải lo đâu, chúng con sẽ tự bảo vệ lẫn nhau. Mẹ cứ tin là chúng con nhé. Mẹ dê hôn lên trán các con mình, từng đứa một, rồi đi thẳng vào rừng. Con sói trông thấy đàn dê từ xa, khi thấy mẹ dê rời khỏi nhà, nó chờ một lát, và sau đó nó đứng trước ngôi nhà và gõ cửa. Ai đó? Ai đó? Các con ơi, hãy mở cửa cho mẹ nào. Mẹ các con đây, mẹ mang thức ăn ngon về cho các con nè. Nhưng những chú dê con nhận ra giọng nói thô lỗ của con sói ngay lập tức. Ông không phải là mẹ của chúng ta. Giọng của mẹ chúng ta thật ngọt ngào và hay hơn cơ. Ông là con sói, ông không lừa được chúng tôi đâu. Con sói rất tức giận vì nó không lừa được mấy chú dê con, nên nó đi đến một cửa hàng, mua một miếng bánh ngọt lớn và ăn vào. Bây giờ giọng nó có vẻ mềm mại hơn, nên nó quay trở lại ngôi nhà và gõ cửa lần nữa. Lúc này con sói bắt đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Các con của ta ơi, hãy mở cửa đi nào. Là mẹ của các con đây, mẹ mang thức ăn từ trong rừng về cho các con nè. Nghe giọng mềm mại của con sói, các chú dê con nghĩ rằng lần này đích thực là mẹ của chúng. Ngay khi chúng định mở cửa thì một con dê la lên. Khoan khoan, chúng ta hãy xem chân qua khe cửa xem đã. Tất nhiên là khi những chú dê con nhìn qua khe cửa, chúng thấy bàn chân màu đen của con sói, nên chúng lại hét lên và không mở cửa. Chúng tôi sẽ không mở cửa cho ông đâu. Chân mẹ chúng tôi không phải màu đen, là màu trắng cơ. Ông chính là chó sói. Nhanh như cắt, con sói rời khỏi đó. Lần này nó đến tiệm bánh. Khi người làm bánh thấy con sói ngay trước mặt, ông rất ngạc nhiên. Bây giờ tôi ăn chay rồi, nên từ nay tôi sẽ ăn bột bánh. Ông có thể cho tôi một ít bột mì được không? Con sói rời khỏi tiệm bánh với một bao bột mì. Khi nó đến gần ngôi nhà, nó mở bao ra và đổ hết chỗ bột lên chân nó. Bây giờ chân nó toàn màu trắng. Con sói gian xảo gõ cửa lần thứ ba. Các con của mẹ ơi, hãy mở cửa ra, là mẹ của các con đây. Mẹ mang thức ăn từ trong rừng về cho các con nè. Đầu tiên phải cho chúng ta xem chân để chúng tôi biết đó là mẹ chúng tôi. Con sói đưa bàn chân đầy bột mì cho đàn dê xem. Khi những chú dê nhỏ thấy bàn chân trắng, chúng tin đó chính là mẹ chúng và mở cửa. Và chúng thấy gì đây? Con sói đứng sừng sững ngay trước mặt chúng. Những chú dê con không biết phải làm gì. Chúng bắt đầu chạy lòng vòng, la hét, cứu, cứu với. Còn phí thời gian nữa, ta sẽ bắt tất cả chúng bay. Một con dê nhỏ chạy trốn dưới bàn, còn thứ hai trốn vào giường. Còn thứ ba chạy vào chỗ ống khói. Còn thứ tư trốn vào nhà bếp. Còn thứ năm chui vào tủ quần áo. Còn thứ sáu trốn vào sau bức màn. Và con thứ bảy trốn vào cái đồng hồ lớn ở trên tường. Những con sói gian xảo nhanh chân bắt từng chú dê một ở những nơi chúng trốn vào. Đến đây đừng có chạy, ta sẽ bắt tất cả chúng bay. Ta nói dừng lại mà.
ra. Duy nhất một bé dê con trốn trong đồng hồ là con sói không tìm thấy được. Nó đã quá no nên không muốn tìm con dê này nữa và bước ra ngoài. Có một cái sân rộng, không cách căn nhà xa lắm. Con sói nằm dưới một gốc cây và bắt đầu ngủ. Và ngáy. Không lâu sau đó, mẹ dê quay trở về nhà. Khi bà thấy cửa mở toang, bà biết là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra, nên bắt đầu la lên. À, các con của ta! Khi bà bước vào nhà, bà thực sự rất sốc. Bàn ghế đều lộn ngược, màn thì bị xé toang. Giường ngủ đều rất lộn xộn. Mền gối nằm dưới sàn nhà. Mẹ dê tìm các con nhưng không tìm thấy chúng ở đâu. Bà bắt đầu gọi tên từng đứa một, nhưng không có tiếng đáp lại. Cuối cùng bà gọi tên bé dê cuối cùng. Bà nghe như một âm thanh đáp lại. Mẹ ơi, con ở trong chiếc đồng hồ của ông ngoại. Mẹ dê chạy đến bên chiếc đồng hồ của ông ngoại và bồng dê con ra khỏi đó. Dê mẹ và dê con ôm lấy nhau. Chú dê con bắt đầu kể lại câu chuyện và khóc. Con sói cải trang thành mẹ và chúng con nghĩ đó là mẹ nên mới mở cửa ra. Sói đã ăn hết các anh của con rồi. Mẹ dê rất buồn. Bà khóc thương các con của mình. Dê mẹ bước ra ngoài cùng chú dê con còn lại và bắt đầu đi về phía cái sân. Sau một lúc thì thấy con sói đang ngủ dưới gốc cây. Nó ngáy to đến nỗi những cành cây cũng phải rung lắc. Mẹ dê quan sát con sói một lúc. Bà nhận thấy trong bụng sói có gì đó đang chuyển động. Ôi trời ơi, có thể là các con của ta ở trong bụng sói và chúng vẫn còn sống chăng? Bà nảy ra một kế hoạch. Bà quay qua nói với dê con. Con chạy về nhà mang ra cho mẹ cây kim, chỉ và cái kéo nhé. Trong khi dê con chạy về nhà, người mẹ dê nhặt sáo hồng đá lớn từ trên sàn. Sau một lát thì dê con quay trở lại, mang theo kim chỉ và cả cái kéo to. Mẹ dê dùng cây kéo cắt và mở bụng con sói ra. Lúc đó bà thấy một chú dê con, và sau đó lần lượt những chú dê con khác xuất hiện. Tất cả các con đều khỏe mạnh. Mẹ dê vui mừng không kể xiết. Các chú dê mừng rỡ ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Chúng con yêu mẹ nhiều. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Tất cả chúng đều rất vui mừng. À, các con của mẹ, các con an toàn rồi. Người mẹ dê cẩn thận để những hòn đá mà bà đã nhặt được vào trong bụng con sói. Sau đó bà dùng kim và chỉ khâu bụng lại. Con sói ngủ say đến mức mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không hề cử động. Mẹ dê và những chú dê con nhanh chóng rời khỏi đó. Khi con sói thức giấc, nó đứng dậy, bụng nó rất đau. Nó cho rằng vì nó ăn quá nhiều dê con. Bởi vì bụng nó toàn đá nên nó cảm thấy khát khô cả cổ, nên nó đến bên cạnh dòng sông để uống một ít nước. Và khi nó đang đi thì những hòn đá va vào nhau. Sao bụng của ta lại nặng nề và đầy quá vậy? Giống như các con dê đã biến thành đá vậy nè. Nó muốn khuỵu người xuống và uống một ít nước, nhưng vì những hòn đá quá nặng, nó mất thăng bằng và rơi xuống nước. À, cứu tôi với! Cứu tôi chết đuối rồi! Sói la lớn để cầu mong được giúp đỡ, nhưng không ai thèm giúp. Nó không thể cưỡng lại được sức nặng của mấy hòn đá nữa và rơi xuống dòng nước sâu. Thấy vậy, mẹ dê và đàn dê con chạy tới bên dòng sông. Con sói đã chết rồi. Yeah! Con sói đã chết. Con sói chết rồi. Yeah! Chúng nắm tay nhau và bắt đầu nhảy nhót vòng quanh. Từ đó về sau,
Dê mẹ và 7 chú dê con sống yên bình và hạnh phúc trong ngôi nhà chúng trong rừng sâu. Goldilocks và 3 chú gấu. Ngày xưa ngày xưa, ở ngay bìa rừng có một cô bé có mái tóc vàng. Cô bé tóc vàng này tên là Goldilocks. Cô bé có mái tóc rất kỳ lạ và tuyệt vời đến nỗi mà bất kỳ ai nhìn thấy đều bị mê hoặc. Nhưng dù tính tình dịu dàng, thì đôi lúc cô bé cũng có thể trở nên khá nghịch ngợm. Mỗi lần cô bé ra ngoài chơi, mẹ thường dặn dò cô bé về cách cư xử. Con yêu ơi, con chỉ chơi ở ngoài sân thôi và đừng đi vào trong rừng con nhé. Ở trong rừng sâu, có một túp lều của một gia đình gấu sống trong đó. Gấu ba có đôi vai rộng, gấu mẹ thì vừa vừa và một chú gấu con. Gấu mẹ thường dậy sớm để nấu cháo yến mạch cho bữa sáng. Một buổi sáng nọ, gấu con thức dậy sớm hơn bình thường và muốn ăn phần cháo yến mạch của mình. Nhưng cháo thì còn rất nóng. Mẹ ơi, cả nhà mình đi bộ ra ngoài chơi trong lúc chờ cháo nguội có được không mẹ? Gấu mẹ, gấu ba và gấu con để cháo ở trên bàn và đi dạo bên ngoài. Cũng sáng hôm đó, Goldilocks đang chơi ngoài sân trong khi chờ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cô bé đã chán ngấy việc lúc nào cũng chơi trong cùng một cái sân rồi. Và cô bé rất tò mò về phía sâu trong rừng kia. Có sao đâu nếu mình chỉ đi dạo thôi nhỉ? Cô bé nhìn xung quanh, khi thấy không có ai ở quanh đó, cô bé bắt đầu chạy vào trong rừng. Khi thấm mệt, cô bé dừng lại và quan sát xung quanh. Khu rừng đẹp quá đi mất. Hoa này, cây cối này, sao trước giờ mình lại không tới đây chứ? Cô bé bắt đầu đi sâu hơn vào trong rừng. Cũng trong lúc đó, gấu con nhìn thấy một tổ ong ở trên cành cây khi đang đi dạo cùng với gia đình. Tổ ong to quá đi, còn chắc là có rất nhiều mật. Ba ơi, chúng ta có thể ăn mật ong không? Không con trai, đó là mật của các chú ong mà, và cũng là nhà của chúng. Mình không được đi vào nhà của người khác rồi ăn đồ ăn của họ, làm vậy là không tốt. Mẹ nói đúng, con nghĩ là chúng ta phải chờ cho đến khi quay về nhà ăn sáng. Trong lúc đó, cô đi lóc đi dạo một mình khá lâu. Cuối cùng thì cô bé bị lạc. Cô cố gắng quay lại nhưng không thể tìm ra được đường về. Cô rất mệt và đói. Cô bé chợt khóc vì mệt mỏi. Cô cố đi thêm một chút nữa. Cuối cùng cô bé đi đến chỗ cuối con đường và băng qua chỗ ngôi nhà của gia đình gấu ở giữa những hàng cây. Cô bé nhẹ nhàng tiến về phía ngôi nhà, đi vòng quanh, nhưng cô bé không thấy ai cả. Cô bé gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Đoạn cô bé nhìn qua cửa sổ, cô thấy có 3 đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút ở trên bàn. Cô bé quay lại chỗ cánh cửa, và lúc này cô cố gắng gõ cửa, và cửa mở ra. Goldilocks rất mừng. Cô bé nhìn vào trong và la lên. Có ai ở nhà không? Khi không có ai trả lời, cô bé bước vào. Cô đến chỗ bàn ăn. Trên bàn ăn có 3 tô cháo yến mạch. Một tô lớn, một tô vừa và một tô nhỏ. Bởi vì cô rất đói nên cô muốn ăn tô lớn trước. Nhưng mà ngay lúc đưa muỗng vô thì miệng của cô bị phỏng bởi vì cháo yến mạch vẫn nóng quá. Ngay lập tức cô bé bước sang chỗ tô cháo cỡ vừa, nhưng cô cũng không muốn ăn tô này bởi vì nó quá nguội. Ôi, nguội mất rồi. Cuối cùng cô cho thìa vào tô thứ 3. Chỗ cháo này không quá nguội cũng không quá nóng, chính là khẩu vị của mình nè. Nên cô bé ăn sạch cháo trong tô nhỏ nhất. Khi cô vừa ăn xong bữa sáng và cảm thấy no,
cô muốn ngồi lên một trong ba chiếc ghế tựa trước lò sưởi để nghỉ ngơi một chút. Trong ba chiếc ghế thì có một chiếc lớn nhất, một chiếc vừa và một chiếc ghế nhỏ cuối cùng. Thoạt đầu, cô cố ngồi lên chiếc ghế lớn nhất, nhưng cô thậm chí còn không thể trèo lên được. Cô cố gắng thử qua chiếc thứ hai, nhưng chiếc ghế này cứng quá, nó không được thoải mái cho lắm. Và cuối cùng, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhất. Chiếc ghế này rất thoải mái và vừa vặn với cô bé. Nhưng bỗng dưng, chiếc ghế bị gãy thành từng miếng cùng với một tiếng động lớn. Cô đi lốc thấy mình đang ở trên sàn nhà và chẳng biết phải làm sao. Cô bé bước qua cánh cửa của căn phòng bên cạnh, và ở đây có ba chiếc giường ngủ. Một cái lớn, một cái vừa và một cái nhỏ. Trước tiên, cô thử chiếc giường lớn. Chiếc giường này quá lớn với cô và còn rất cứng. Chiếc thứ hai thì lớn hơn so với cô một chút, nhưng nó lại mềm quá. Cô bé nằm xuống chiếc giường thứ ba và là chiếc giường nhỏ nhất. Chiếc này vừa với cô bé và nó rất thoải mái. Thoải mái đến nỗi mà Goldilocks chìm vào giấc ngủ ngay. Khi Goldilocks đang ngủ thì gia đình gấu trở về nhà. Gấu ba mang về một ít củi mà mình lượm được để dùng cho lò sưởi. Gấu mẹ mang một ít quả dâu tươi, còn gấu con đang rất háo hức để về ăn cháo. Khi về đến nhà thì họ đi thẳng đến chỗ bàn ăn. Gấu ba nhìn vào cái tô của mình và rất tức giận. Có ai đó đã nếm cháo của ba rồi. Gấu mẹ cũng nhìn vào tô của mình. Ai đó cũng nếm cháo của mẹ nữa. Khi gấu con nhìn vào cái tô của mình thì cậu bắt đầu khóc. Ai đó cũng đã nếm cháo yến mạch của con. Không những nếm mà còn ăn hết sạch luôn rồi. Họ đứng dậy và nhìn xung quanh. Gấu ba để ý cái ghế của mình phía trước lò sưởi. Ai đó đã ngồi trên ghế của ba. Nhìn nè, nó ở chỗ khác nè. Rồi thì gấu mẹ cũng quay qua phàn nàn. Ai đó cũng ngồi trên ghế của mẹ nữa. Và cũng như lần trước, gấu con lại bắt đầu khóc. Ai đó cũng đã ngồi trên ghế của con, nhưng làm gãy nó luôn rồi. Gia đình gấu tò mò bước vào phòng ngủ. Có ai đó đã nằm trên giường của ba. Nhìn xem, nó không còn ngay ngắn nữa. Ai đó cũng nằm trên giường của mẹ. Ai đó đang nằm trên giường của con và vẫn đang còn ngủ ở đây nè. Gấu ba đến bên cạnh giường của gấu con và thấy đúng là có ai đó đang ngủ trên giường của gấu con. Ông chậm chậm kéo mền xuống và thật sự ngạc nhiên khi thấy một cô bé đang ngủ trên chiếc giường. Cô bé này đang làm gì trong nhà của chúng ta thế này? Bà nói cô gái này xuống giường con liền đi. Giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc của gấu con, Goldilocks thấy ba con gấu trước mặt và cô hoảng sợ chạy biến ngay ra khỏi phòng. Cô bước ra khỏi nhà và chạy thục mạng mà không dám ngoái đầu lại. Cô bé chạy hụt cả hơi nhưng không dám dừng lại, và cô thậm chí không biết đường nào để chạy. Ngay lúc đó, cô thấy ba mẹ mình đang băng qua khu rừng. Khi không thấy cô bé trở về nhà thì họ đã phải ra ngoài tìm cô. Goldilocks rất vui khi gặp lại ba mẹ. Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi! Ba mẹ đã rất lo lắng. Con có sao không? Từ bây giờ con sẽ luôn nghe lời mẹ. Con sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói cho mẹ biết nữa. Goldilocks ôm lấy ba mẹ thật chặt. Từ đó về sau, như đã hứa, cô bé luôn luôn nghe lời ba mẹ và không làm gì mà không có sự cho phép của ba mẹ. Cô bé luôn cư xử đúng mực và mãi là cô bé ngoan ngoãn.